Này, đừng bảo tôi nói điêu nhá. Đây là chiếc áo qua cầu gió bay đây này. Trông quen thế. Ôi giời ơi, nó lại là mùi hương em nồng say. Hòa cùng một chút Martini. Nguyện cùng một chút Armani. Nó lại là đêm qua tắt nước đầu đình để quên chiếc áo ở phòng marketing. Này, thế hôm qua em đi tắt nước có mệt không? Ôi giời ơi, mà nhìn Duy cơ bắp như thế này, hôm nào đi tắt nước thì cho chị đi cùng nữa nhá. Ừ, bà thì kinh rồi. Sếp kìa. Sếp kìa. Ông không phải dọa. Ông tuổi gì ông dọa tôi. Này, sếp còn đang ở trong. Ôi giời ơi nhá, tôi nói luôn, mình cùng là nhân viên với nhau, đừng có mà lôi sếp tôi đi dọa hai đứa này nhá. Cái gì? Này, cái áo là của ai? Nhìn nào. Nữ. Còn có người yêu rồi à? À không. Hôm trước con làm dây cà phê ra áo người ta, con mang về giặt thôi. Con này. Dạ. Con cũng đến tuổi có bạn gái rồi đấy. Đã có cô nào lọt vào tầm ngắm của con chưa? Bà con, nhất là những cô gái chưa chồng, phòng marketing chú ý nhá. Duy tuy có vẻ đẹp trai sáng láng thế thôi, nhưng lại là bông hoa có chủ, đang chìm đắm yêu đương rồi. Hả? Như nào? Bao giờ? Bông hoa đẹp nhất đã có người hái à? Thôi anh Việt ơi, anh về trồng cải đi. Thằng Duy đã yêu sâu đậm đến mức mua áo cho bạn gái rồi nha. Mà muốn mua vừa ấy, thì phải biết kích cỡ có đúng không? Mà muốn biết kích cỡ ấy, thì ngoài ôm ấp ra thì còn cách nào? Cậu Việt vẫn mầm non giải trí như mọi khi nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm đến bạn gái cậu Duy. Sếp ơi, lát nữa em gặp sếp 5 phút được không ạ? Cái gì đây? Của sếp ạ. Hết giờ làm, cậu không về đi chơi với bạn gái à? Đưa tôi cái gì thế này? Bị gán cho một cô bạn gái cũng là vì sếp đấy. Đây là áo của sếp, hôm trước em mang về giặt rồi, chưa kịp trả thì bị anh Việt trêu. Tôi bảo cậu vứt đi rồi cơ mà. Không nên lãng phí thế chứ sếp. Với lại được gán cho một cô bạn gái bí ẩn, em thấy cũng thú vị mà. Ok, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi đi trước đây. Vâng ạ, em chào sếp. Chào cả nhà. Ôi dồi ôi, sao tự dưng lại bông hoa rực rỡ thế này? Ôi trời ơi. Nhân dịp đi ngang có hàng hoa, mua về cắm vào văn phòng mình cho rực rỡ. Anh Duy đúng là nam quan. Ơi, để chị cắm, để được chị cắm. Được phép chị nhỉ? Để giúp chị. Tôi là tôi hơi bị ga tô với cậu đấy nhá. Duy ơi, từ lúc cậu đến là phòng này tỏa nắng ấy, đến lại còn mua hoa cho chị em thế này ấy. Đâm ra là chị em được thơm lây. Duy, khai đi, khai đi. Cái áo đấy là của ai? Lâu nay tôi lại cứ tưởng cậu với sếp ấy, có cái gì với nhau. Đừng nói với tôi đấy là cái áo của sếp ạ. Đang trong giờ làm việc mà cậu hỏi áo sống gì của ai đấy? Mọi người chú ý này, rà soát lại tất cả các đầu mục của buổi khai trương xưởng len lông Cừu. Quan trọng nhất là đẩy nhanh tiến độ sản xuất của clip giới thiệu nhà máy. Bàn bạc lại đi, rồi đưa ra cho tôi một ekip phù hợp. Dạ vâng, dạ vâng. Cái áo ấy là của ai? Cái áo đấy là của hôm qua tắt nước đầu đình. Để quên chiếc áo trên cành hoa sen.